Hello tất cả anh em nhé. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Thì chúc anh em đầu tuần vui vẻ. Trước khi vào cái nội dung video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ cho anh em một cái mà số trước có vài anh em thắc mắc. Đó là làm sao để hiện cái chỉ số máu với lại chỉ số stamina lên. Để anh em muốn bật thì anh em vào phần setting nhé. Đây, anh em sang phần gameplay này. Kéo xuống tận cuối. Đây. Nó có cái vòng sâu 3 value rồi. Đây anh em tích nó vào. Rồi anh em back nó ra. Thế nó sẽ hiện lấy cái chỉ số máu với lại cái chỉ số stamina cho anh em ấy. Thì cả người cả quái đều hiện hết nhá. Đấy. Thôi quay trở lại nội dung của ngày hôm nay. Thì lúc trước chúng ta đã nâng cấp cái bàn phép lên. Và chúng ta đã có một vài cái phép rồi. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục nâng cấp cái phép lên. Thì tôi sẽ cố gắng nâng lên max luôn nhé. Để xem chúng ta có những cái phép gì. Đây, nâng cấp phép thì chúng ta cứ nâng cấp cái này thôi. Thì cái cần nhất chúng ta vẫn là cái này. Sorcerer's Spell Page. Đó, là cái này vẫn là cái quan trọng nhất. Thì anh em giết mấy cái thằng mà nọ tôi chỉ đấy. Một là giết mấy cái thằng đấy, hai là nó sẽ nằm ở trên bàn. Anh em kiểu gì cũng có mấy cái này. Thì đây nâng cấp cái này thì cần. Chúng ta còn thiếu cái này nữa. Votalis Gland. Thì nó là cái chân này. Thì anh em để kiếm cái chân này, anh em có thể giết con rồng. Đây ở trong anime này. Con rồng nó cũng có tỷ lệ nó ra cái đấy. Là con rồng mẹ trong anime city đấy. Chỗ này có con rồng mẹ với vài con rồng con nữa. Thế anh em nhớ nhặt cả cái cục này nhá. Đấy. Fragment of Power này. Thì anh em giết rồng, anh em lấy cả sừng. Đó, anh em được cả sừng của nó đấy. Anh em lấy cả cái sừng này về này. Mấy nữa mình cũng cần cái sừng này đấy. Đây thì chúng ta có Votalis Gland này rồi. Thì ở đây thì có thêm mấy con rồng nữa. Mấy con rồng con này thì nó cũng có nhá. Và ngoài con rồng ra thì anh em có thể ra đây. Đấy, anh em giết con gù gù ấy. Rồi, nó chưa spawn à. Lại một tí. Đấy, cái con gù màu đỏ này này. Đó là nó cũng có tỷ lệ ra được cái này. Đấy, nhưng mà kiểu gì có anh em ạ. Nếu không có ấy, thì anh em lại chạy sang bên này. Toàn là bên này là có mấy con thần lằn đấy. Nói chung là rất rất nhiều chỗ để farm cái Votalis Gland ấy. Đấm. Ít stamina quá. Đấy thì cái con thần lằn đấy, con mà chỗ mình lấy cái cây phát sáng ấy, là nó cũng có đấy.
Đấy, cẩn thận lần này bên kia, nó ở bên kia. Nhưng mà con này anh em giết nó sẽ có tỷ lệ ra nhá, chứ không phải là nó ra 100% đâu. Đấy, nó có tỷ lệ nó ra thôi anh em ạ. Thì nên khuyên anh em nên vẫn nên đi giết rồng hơn. Mình vừa lấy sừng rồng này, vừa lấy kinh nghiệm, vừa lấy đồ nữa. Đấy thì đấy là một số nơi là chúng ta lấy được cái lên đấy. Giờ chúng ta nâng cấp lên xem là nó sẽ mở khóa cho chúng ta những phép gì nhá. Like là không biết là cái gì đấy. Đây. War of Fire. Đây, không biết nó là cái gì, cứ làm thử xem nào. Điện sáng lên đã. War of Fire thì tôi nghĩ nó là cái phép tấn công thôi. À, không phải tấn công nó một cái à? À cái này là như là cái tường tường lửa anh em ạ, tường dung nham. Đâu rồi đây, you must be it. Mình phải có 20% bị dính độc bị dính độc 20% thì mới 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 dùng được cái phép này nhá. Đã, anh em thấy cái thanh màu tím ở trên máu hay không? Đấy, cái thanh đấy nó phải được 20% thì chúng ta mới dùng được cái phép đấy. Đấy anh em ơi. Hoặc là anh em vẫn có thể nâng cấp được cái này. Nhá. Thì thường thường ấy, anh em hay đi xuống hang Arena, anh em lấy cái gọi là cái kiếm của cái kiếm bị nguyền rủa ấy, là nó sẽ 50%, nó sẽ có 50% bị nguyền rủa đấy, bị đúng rồi. Bị nguyền rủa mất 50% máu ấy, là chúng ta sẽ có nửa thanh màu tím kia. Tôi lấy luôn cho anh em xem này, cho anh em biết cái thanh kiếm này như của thằng Goodberry. Kiếm của nó nhỉ. Đấy, thôi được rồi. Ồ, tôi dẫn anh em xuống lấy luôn cho nhanh. À mà thuyền không, hình như hơi mất thời gian đấy. Gì nhỉ? Mình phải đi một cái hang động xong thì mình mới lấy được cái đấy. Hơi mất thời gian anh em ạ. Ôi, mình cứ bỏ qua phép rồi nhá. Và mình cứ nâng cấp vậy đã. Giờ nâng cấp xong thì kiểu gì mình cũng lên nhiều phần trăm độc thôi mà. Và trước khi lên nhiều phần trăm độc thôi phải vứt con này đã. Hoặc là một cách đơn giản nhất ấy, để anh em đi bắt thằng nô lệ này. Bắt thằng nô lệ về chế. Đấy, mình chế cái bóng này.
Thì cái bóng này anh em mình cộng à mình cộng nó sẽ lên 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 cái chỉ số màu tím kia. 20 điểm đấy thì mình dùng được. Đấy, chả không cần phải cộng. Mình làm xong cái đấy là mình sẽ có được luôn này. Thì cái quả bóng này nhá, anh em có thể cộng được cái chỉ số này. Đây cái chỉ số màu tím này. Nó là anh em có thể cộng. Nhưng mà nếu mà anh em tôi khuyên anh em nên đi lấy cái kiếm hơn. Khi mình cộng xong rồi mình lại không tẩy được. Trừ khi mình chết thì mình mới tẩy được phải. Đấy thì tôi thử dùng một phép để xem được chưa. Đó được rồi. À cái này mình cần một cái túi lớn. Cái túi phép lớn anh em ạ. Đấy thì chế túi phép lại phải vào đây thôi. Bàn Archimedes này. Ta cần có bột vàng này. Bột này là bột xương. Chúng quan trọng mỗi vật bột vàng thôi. Thì để kiếm vàng anh em lại phải lên núi núi lửa. Trên này nó có mấy con chó đá nó, đôi khi nó sẽ ra vàng. Này có vài con nó sẽ ra vàng anh em lên đây farm này. Còn hai là anh em sẽ farm với cái obsidian. Có obsidian dưới chân núi rất là nhiều. Ở đây anh em farm mấy cái cục này nó có tỷ lệ nó ra. Nó không phải là 100% nó ra đấy. Thì anh em cứ đi dọc mấy cái đường này nó rất nhiều mấy cái cục này. Anh em muốn có bột thì bỏ vào đây nghiền thì nó mới có ra bột được. Phải đúc thành thỏi đã. Anh em bỏ đây nung. Đấy, anh em vứt cái thỏi này vào nó sẽ nghiền nghiền ra được cái bột ra cho anh em này. Tôi nghĩ là sau này mình cần khá là nhiều cái bột này đấy. Bầu mình lại ly thờ nữa này. Chết rồi, mà nhầm rồi. Thì hôm nay thì tôi cố gắng tôi sẽ làm hết mấy cái phép đấy cho anh em. Làm được 20 túi. Thì cái túi nhỏ này chế dễ hơn rồi. Để tôi test luôn cái đấy. Ôi, mấy cái phép này test xa nhà một tí. Xong là nát hết nhà.
Cái này là hình như có, nếu mà con quái nó đứng ở trong này nó sẽ bị đốt thì phải. Nó đứng gần nó sẽ bị đốt đấy. Thì đấy là cái phép mà chúng ta vừa học thêm được. Giờ chúng ta lại tiếp tục nâng cấp tiếp. Để xem nó sẽ có cái gì. Ở đây mẹ. Thấy chưa? Đây. Brimstone này với Blood này. Cái blue này anh em ấy mấy cái tay ra nhá. Vậy thì anh em học cái này đã. Đây anh em học cho tôi cái máy này đã. Đây. Refresh này. Động dị thiếu nhỉ. Sắp vượt quất với Iron 3. Sắp vượt quất đâu này. Đây này. Để đâu thì nó gọn gọn vào được. Rồi để đây. Không có tay à? Không có tay thì mình lại phải ra giết mấy con nô lệ. Thì em muốn nhiều tay em lấy cái dao nhé. Ok, hút đất rồi. Chặt này ra nhiều tay hơn này. Hoặc anh em bỏ vào là tự nó sẽ ra. Còn đấy là mình cần 5 cái á. Tôi nghĩ số này nó sẽ hơi dài đấy anh em ạ. À đây mình có đây rồi. Đấy với Brimstone. Mình nhiễm 50% rồi nên là nó không sẽ không thêm cái chỉ số độc nữa nhá. Cái Brimstone anh em nào mà quên rồi thì anh em farm ở đâu nhỉ? Đây ở cái hang này. Đây hình như là đây này. Đấy là cái Brimstone anh em farm ở đấy. Đấy. Anh em vào trong nó có cái hang đấy, như biết tôi có chỉ anh em chưa? Đấy, tôi vừa đánh dấu thế cho anh em tìm hiểu nhé. Đây, chúng ta xem học thêm được cái phép gì nữa nhỉ? Đây. Creeping Darkness. Hỏi lại ra test xem nó là cái gì. Vẫn không phải với phép Weibo nào. Flinga. Này cái này tiếp à? Đấy là cái này đây. Get push up.
Cái này như sẽ làm tối một cả một vùng sao này. À đâu, đây nó sẽ phun ra mấy cái tơ này, đi vào là sẽ bị slow motion này. À, đấy, anh em có thể là kiểu làm cái phép ra xong là đánh địch, sau đó vào đây nó sẽ bị dính, mà hình như vào đây nó sẽ bị kiểu bị tối nữa thì phải. Để tôi thử bật sáng lên. Đấy, vào đây nó bị tối nữa, tối đen luôn. Uầy, cái vùng tối của nó khá là rộng anh em ạ. Đó, đây lên tận đây rồi mới hết này. Đấy thì cái vùng tối này nó sẽ bổ trợ cho cái việc anh em đánh nhau PvP. Nói chung là cũng khá là ok đấy. Vừa có dính slow motion ở trong đấy rồi, nhưng mà vừa khống chế tầm nhìn của địch. Rồi chúng ta lại nâng cấp tiếp đi. Đây là 10 blue này. À, trên mid của bay. Cái Archimedes cổ bay thì có một số tôi hướng dẫn anh em lấy Archimedes cổ bay rồi. Thì tí nữa tôi sẽ để cái nó phần gợi ý lên trên góc phải, có gì anh em xem nhá. Thì tôi sẽ cheat tạm ra một ít thôi. Cheat tạm ra 1.000 đi. Và hơi nặng. Mình vừa cheat rồi đâu. Đây. Masculine. Ta bị nhiễm độc người nó khô luôn. Đây chúng ta vừa học được cái này này, Mapuli, với một cái nữa là cái nào nhỉ? Như được cái này nó phải đi tích tụ resource. Đây, cái này là cái farm anh em ạ. Đây, tôi giới thiệu luôn anh em, cái farm này nó hơi bá đạo. À đây, cái phép này mới, mình chưa biết phép gì, thử cái này trước đã. Cái này không phải phép farm. Ồ, phép này mình không biết là phép gì nhỉ? Thế anh em cứ từ từ tìm hiểu cái phép này nhé. Không biết cái phép này là phép gì. Nếu mà anh em không biết, anh em có thể vào phần Google dịch. Đây. Đây, nó sẽ ra hết cho anh em mấy cái này. Anh em cứ focus cái gì đấy, tập trung vào những cái gì gì đấy. Nói chung em không hiểu, em cứ vào Google dịch, nó cũng ra khá là sát nghĩa đấy. Đấy, còn một cái phép là phép farm. Đây, phép farm này. Đó,
Tháp này hơi bá đạo anh em ạ. Anh em farm rất là nhiều tài nguyên. Đấy, có tội hơi tốn túi phép không? Kiểu mà cái vùng farm của nó khá là rộng. Là phép này anh em nhé. Trời ơi. Lặng quay luôn mà. Gọi là phép giải phóng mặt bằng. Đấy, rất nhiều gỗ lần luôn. Tất cả các tài nguyên trong cái khu vực đấy là mình sẽ thu hoạch hết. Một đây là một trong những cái phép khá là bá đạo anh em. Ok đấy. Nặng quá nhỉ. Bớt lâu chim đi. Cầm hơi nhiều. Đấy thôi lại tiếp tục. Chúng ta lại tiếp tục nâng cấp phép. Trong đây thiếu cái đầu lâu. Cái đầu lâu anh em giết mấy con xương nó sẽ có. Thì cái đoạn hàng rồng này nó có cũng có nhiều xương ấy. Đây như đoạn này vậy. Thì mấy cái bộ xương anh em đi đâu cũng có, trong ăn Name City cũng có. Đêm trong ăn Name City thì nhiều luôn rồi. Như cái mình farm cái gì nó cũng ra hết đấy mà. Cái này không ra. Này không ra này. Bị vào. Cầm hơi nhiều. Ủa quá hơi nặng. Đấy. Nó ra đầu lâu này. Phải cầm cuốc anh em ạ. Cầm cuốc thì nó mới có. Con thằng này ngồi nữa. Xương có đội mũ à? Người nổ hết gân xanh gân đỏ lên rồi. Summon group. Anh biết mình vừa mở được cái gì đấy. Hey. Wow. Mình mở thêm được một cái bàn. Cycle of power. Mình chế thử cái bàn nó sẽ có cái gì. Sorcery. Trăm brick, 200 bột xương. Và đơn giản.
Và đấy anh em vứt đá vào anh em nung là nó có nhá. Ô đâu, bắt đầu. Lấy luôn nghìn đi. Luxury này. Này giống cái bàn này thế, nhưng mà hình như bé hơn. À đâu, nó đây mà. Thì đây bó đây mà. Chế được cái này. Glass flux này, 50 brimstone này. Ảo nhỉ. Không cho lấy ra luôn này. Rồi cái bàn bóng mình vứt đâu nhỉ? Đây bàn bóng đây. Hết mẹ bóng rồi. Quên 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 quên. Cái này chứ. Được có hai quả rồi. Nó nhiều thì thối quá. Nó không cho mình grab sao nhỉ? Lấy hết mấy cái này ra. You have no. Chưa hiểu lắm. Drop to recon. Không hiểu cái này lắm nhỉ. Rồi kệ xác đi. Cái này là cái gì không chả biết luôn. Thôi kệ, tôi bảo bỏ qua bỏ qua. Cái gì khó quá bỏ qua anh ạ. À, tiếp tục nâng cấp tiếp. Uầy, vẫn là những nguyên liệu mình đã có. Ôn đập rơi đít. Đang ngày càng có thêm một cái phép hơi khó hiểu. Thì anh em cái gì mà cứ kiểu anh em cứ nâng nâng bừa đi. Cái gì không không biết thì dần dần mới biết. Đây mình vừa được thêm một cái này nữa này, không biết cái gì nữa nhỉ, hình như là cái này cô lập tôi đi đây. Cái này giống gọi xác chết, đây mình thử xem có thể gọi được xác chết không. Trong phần này. Ô mất mất xác rồi. Ô kia nó trong phần nào nhỉ? Nhẽ lại phần linh hồn nào? Đây 40% corrupted. Hơi chắc lại hơi rườm rà anh em ạ. Đây sương mù
Bay sương mù hết. Không biết cái khu này nó có rộng bằng cái cái vùng đen không? Ôi, tôi nghĩ là rộng hơn đấy. Ừ đấy, cũng rộng phết. Nó chắc cũng ngang ngửa với cái vùng màu đen đấy. Ở đấy là triệu hồi sương mù ấy. Rồi lại lại là cấp phép tiếp anh em ạ. Xem nó lại có gì mới. Demon Blood. Ui, gì đây? Mấy tiếng đánh nhau. À đây à. Triệu hồi sắp chết à? Wow. Ôi nó triệu hồi ra một đống xác chết này anh em ơi. Ôi nó đông thế. Xác chết này nó không không tấn công nhà mình. Tự tự thử tắt áo choàng xem nào. Vì tấn công địch thôi phải. Ui đông thế. Wow, phép này cũng bá đạo phết. Không biết cho bao lâu sẽ mất. Tôi nghĩ phép này khá lâu đấy. Bảo sao có tiếng kêu ở đâu. Mà từ sao mình không chế được cái này nhỉ? Chưa hiểu cái này lắm. Thôi lại mình lại nâng cấp tiếp thôi. 10 cái Demon Blood này, 10 cái Grey Lotus. Thì cái Grey Lotus nó lại là một cái hiếm anh em ạ. Đây. Chúng ta sẽ lại bỏ vào đây nghiền thôi. Rồi hết rồi. Thì cái Grey Lotus này chúng ta sẽ phải lấy ở đây. Tắt áo choàng. À quên bật áo choàng này. Thì đẹp, cái này là gọi là Lotus Seed. Cái này về anh em có thể trồng được sao ấy. Tôi cũng chưa trồng cây bao giờ. Anh em đi quanh quanh đây sẽ nó có những mấy cái hộp. Anh em mở nó sẽ thi thoảng nó sẽ ra được một thể hay là hai cái. Thì nói chung cái Grey Lotus là một cái nguyên liệu hiếm đấy. Đây này. Đấy, nó là một trong những nguyên liệu hiếm ấy. Chứ không gọi là không dồi dào đâu. Ủa, chạy nhanh cái stamina thế. Thì anh em đây có thể học được bộ xương, bộ Dragon Ball này, bộ rồng chứ, xin lỗi. Đấy, rồng đúng không nhỉ? Rồng thì nó ở đây thôi. Đây nè. Bowie Ravien là tất nhiên mình học được tất cả vũ khí rồng. Đây này, này là vũ khí rồng này, xương rồng thì nó toàn một bộ luôn. Sợ dao găm này, spear này, nó tất tần tật đấy. Song đao cũng có đây, song đao này và được bộ quần áo đấy phải. Đâu nhỉ,
Kệ mẹ đi, bộ đấy nó cũng bình thường thôi. Mà thôi cứ tìm cho anh em biết. Đờ ra. Đấy. Đờ Amor đâu? Có. Thôi. Thôi kệ. Vậy thì anh em đi lên trên nhá. Trong này nó cũng có mấy cái hòm. Đây có một cái này. Đấy là chúng ta được một bông nữa. Cái bia này nó chỉ đọc thôi, không có gì. It is a great honor for you to be among the trusted servants of the priest king. Nghe sự stamina quá hơi khó chịu. Ôi, chiến đấu với xương để chết à? Yếu đuối thế. Ô, trên này toàn hạt giống thôi. The enchantment that allows you to understand our language will be disabled while you are in the area. Cái này không phải. Đấy này thôi. Cái này được gần hai cái luôn. Đấy, nó chỉ có mấy cái hòm này thôi. Anh em xuống chịu khó xuống thu giết rồng, cũng dưới nó có con rồng này, giết con rồng luôn. Là tầm bây giờ con rồng spawn ra thì chắc cái tảng bên đây nó cũng ra đấy. Đấy anh em vào đây, anh em bỏ vào đây nghiền. Đấy, nói chung này là nguyên liệu hơi hiếm một tí. Bỏ nhầm. Giờ đây lưu tút powder. Mình bỏ nhầm muối. Mio mắc. Hình như mình thêm được 3 phép nữa. Đây, Mio mắc. Cái này mặt nạ. À nãy mình thì như mở thêm được cái mộ này. Mio Mark Invite cái gì? Invisibility. Một này, hai này, một phép nữa là cái nào nhỉ? Mình được mở 3 phép cơ mà. Bia mắc này là này là hai này. Hai cái đấy à? Thôi thử luôn hai cái phép này là như nào. À nó mở thêm một mục mục mới cho mình nữa à? Hai phép mới đâu, ở đây hai phép mới ở đây luôn.
Tàn hình. Ui xuất sắc thế nhở. Đâu phép là mình đang dùng phép này. Invasive là tàn hình. Được đấy. Ê, đây là tạo một bản sao ấy. Tạo một bản sao sẽ cho kiểu của bọn quái nó sẽ target cái bản sao này này. Bọn mình đứng bên ngoài mình đánh. Cũng được. Hình như còn một phép nữa phải. Đá gì? Chưa hiểu phép đấy là phép gì lắm. Kiểu là nó giống như kiểu là mình xóa cái vị trí của mình đi để cho nó tập trung hết vào con kia được phải. Con kẻ đi, phép không mạnh lắm. Mình cần mấy phép chính thôi. Thôi lại nâng cấp tiếp. 5 cái sâu này, mình vừa làm xong. Quá luôn. Đấy anh em kéo xác vào. Đấy anh em kéo xác vào đây này. Anh em chế cái này. Một lần anh em sẽ chế được 5 quả, một xác là được 5 quả. Đây. Hình như tí nữa cần thêm thì phải. Ra bắt thêm một nữa đi. Hello đồng chí. Anh em xây nhà ở chỗ mà gần quái à, gần bãi nô lệ nó cũng tiện. Nghi thức ma thuật. Ô quát luôn. Đấy là chúng ta sẽ có 5 cái bình này. Ok. Nó lại nâng cấp. Bốc chết trong đấy nãy rồi. Mình được nâng cấp thêm cái gì nhỉ? Mình khá là nhiều phép rồi đấy. Đây. Mình được thêm cái bình này. Elixir of Rebirth. Đây chế này. Một cái sâu này. Một cái bóng nước này. Cái này bình ép á. Thì đấy, thôi nó chế được cái bình này đấy anh em ạ. Tôi kệ nó thôi. Anh em tự chế tự tìm hiểu nhá. Tôi vừa định làm gì nhỉ? À, hình như là mình chế được một cái mà kiểu như là nước ấy. Để uống để cho cái chất độc kia nó xuống. Mà tôi nghĩ cứ để 50% này cũng được. Vì mình kiểu mình hay dùng phép mà.
chế cái nước kia như là trong cái này. Phải à? Cứ kể đi. Đây, 5 quả này nữa. Mình chế khá khá đấy. Đây, quả này này. Đấy là cái quả anh em này, một xác được có một quả thôi. Abyss Con. À mình chế được con Abyss rồi đấy. Đây, Abyss. Khó. Với một cái phép gọi Abyss nữa hay cái gì ấy. Đây, Con of Nega. Từ, tôi test cái Con of Nega này trước nhá. Thêm một mục nữa này. So. Con nập. À, phép bay anh em ạ. Ok kìa bạn. Tôi chưa bay mà. À, gọi con rơi ra để bay ấy. Từ biết điều điều khiển con rơi là như nào đó. À anh em đẻ cách là nó bay nhá. Này giống con bờ te này. Đấy, là anh em muốn xuống là anh em cứ đè tiến là chúi chuột xuống là nó xuống. Còn em muốn lên cao là anh em lại bấm cách lên. Đấy, anh em để ý cái thanh stamina của nó nhá. Nó hết sức stamina là nó cho anh em rơi trên trời xuống đấy. Thì tôi nghĩ anh em nha, khi anh em bay con này thì anh em dùng thêm cái phép. Đấy, cái phép nước nữa. À cái phép phép gió chứ. Phép kiểu rơi xuống không chết ấy. Linda. Nào nhỉ? Ở đây mình được phép gì đây? Cái này mình chưa test à? Túi rồi, ở phía này như chưa test. Ui, chế cái túi này phép là hơi căng nữa nhỉ. Này là túi to nhất rồi. Đây là ai? Một cái này. Một đầu lâu. Càng ngày càng tốn nhiều tài nguyên rồi đấy. Một đầu lâu. Thế biết cổ bay với lại như là thích thích liên thở hay là liên thở nhỉ? Lâu rồi. Thích liệt thở.
ngày thấy nó càng loạn loạn lên rồi đấy anh em ạ. Nhiều phép nó bị rối. Linda. Là cái gì nữa đây? Là từ dưới đất chui lên nào. Ô, những phép này nãy test rồi đúng không? Nó gọi hơn chết thật. Cái gì cô nộp tới đít ở đây, cái này nãy mình test rồi. Nhiều rồi. Phí thế. Này là vừa sương mù vừa triệu hồi được con xác chết này. Còn vừa nãy là mình học được cái phép nào nhỉ? Đây. Cồn đập Nega này là con rơi này. Đấy, bây giờ là mình chế con Abiyat này là trong này. Con này chế cũng dễ này. Xịt mấy cánh tay nhỉ. Rồi. Chiến đấy. Mà sợ con này nó lại. À đây con này. Đây cho ăn thì thối luôn. Nhà không có gì ngoài mấy cái thịt thối này. Đấy là chúng ta có con đánh nhau. Hãy nhìn cũng chia đấy. Mình lại nâng cấp tiếp nhỉ. Đây bây giờ đến lúc chúng ta dùng cái sừng rồng này này. Khá là nhiều phép anh em ạ. Abiat bow và Abiat bow à, là chúng ta được bộ quần áo. Đây, à không được cái búa chứ. Búa với lại cái cung. Cycle power, cái này luôn à? Ở đây. Cung này. Với lại cái búa. Cũng được. Mà thiếu mất cái này không? Thôi tôi cheat ở dưới này như giờ thì bắt lâu lắm. Nó là cái gì nhỉ? Sacred. Mấy tầm mấy chục quả dùng sướng. Venom sắc. Đúng cả Venom nữa. Ô, cũng triệu hồi à? Gì này? Mình cần cái cung cơ bạn ơi. À, vào nhặt. Còn cái xác này nó nằm ở đây luôn. Yes. Ủa, thế có xác rồi chế được cái kia chưa? Cũng chưa chế được à? Đánh ra này ở đây làm gì? À tự mất. Là đây nó đưa cho mình cái cung xong là nó chết luôn. 28 RAM. Nó chế được cái búa đi. Adnan Steel 3. Yeah. Ý mẹ em nghìn luôn.
Thì anh em muốn hát HNC Steel 3, anh em bỏ cái Black Eye. Với lại cái Steel 3 nó sẽ có được cái HNC Steel 3 nhé. Ui, giống Satan nhỉ. Satan nên đưa cho cái búa với cái cung ấy. Rồi, em xin anh ra nhá. 72 đam, 47 suy giáp. Nhưng mà nó chỉ dùng được trong 1 tiếng à? À, trong 1 ngày à? 24 giờ 50 phút. À, em có 1 tiếng thôi anh em ạ. Người ảo đó. Ô, nó sợ chèm. Uầy, được quá nhỉ. Ở lại nâng cấp tiếp. À, như còn skin, như còn mình có xác chết thì mình chưa nâng cấp nhỉ. À, mình chưa chế nhỉ. Này. Salo GB. Thử chế xem. Đây. Combot. Lại cái combot này nữa. Phân à? Combot này với đá. Hơi mệt rồi đấy. Là mình lại phải chế một cái ấy nữa. Cái thùng phân này này. Thùng phân này, ủ phân. Combo hit này. À, không biết để đâu cho nó hợp lý. Đây, công thức này là gồm có xương này, bột xương này, thịt thối này. Đấy, bột xương mình có mà. Nữa rồi. Bột xương này, thịt thối này, fiber này. Phải cần đợi thời gian nó mới ra cái này cơ. Nhưng mà sao nó không grab? À, vẫn nhiều thì thối rồi anh em ạ. Lấy là nó cần bao nhiêu nhỉ? Rồi anh lấy hết của em nhé. Demon Blood. Đây cho trong Demon Blood này. Ăn thức ăn sáng thế. Thì cái này hơi lâu nha ạ. 642 vẫn chưa đủ. 55. Đây combo này. À chế xong nó ra con trâu nữa. Năm mươi combo cửa 300 đá. Ôi, mình cứ để cho nó cháy xong đã. Giờ lại nâng cấp tiếp. Đây, giờ mới căng này. Giờ mới là căng này này. Đây, cái Black Blood và cái Dragon Power. Cái này nó cháy rất là tốn luôn. Đấy, nó là cái này. Tốn. Ôi rồi đúng. Mười cái đơn bâu kìa. Giờ mình mới có bằng này thì sao mà đủ nhau. Thôi là mình lấy 8 ít nhá. Steel file. Nghe luôn đi.
Sao mình không chế vậy? À, muốn cheat luôn cái này ra nhỉ? Tội gì phải đi ấy đúng không? Cheat luôn cái đơn đàn con bâu là tội gì phải đi chế. Thôi, tôi chế cho anh em chứ. Vẫn thiếu. Đây, tôi chế cho anh em biết tí. Tôi sợ anh em lâu anh em quên. Để anh em mà chơi cái bản 3.0 này thì chắc anh em cũng nắm được hết cái bản đầu tiên rồi đúng không? Đấy, cố gắng anh em mà xem cái phần này có cái gì không hiểu thì anh em tìm về cái phần một tôi cái. À cái phần một hộ tôi với. À, tôi hướng dẫn cũng tôi nghĩ khá đầy đủ đấy. Anh em cứ vào cái phần danh sách phát đấy. Nó có phần Conan Exiles anh em cứ vào đấy. Thì tôi nghĩ là nó cũng có nhiều cái thông tin anh em cần thiết. Kể cả mới chơi lẫn chơi lâu rồi. Đấy. Thì bây giờ trước chúng ta thiếu là cái này, cái Black của loot này. Thì lấy cái Black của loot này ở đâu? Anh em lại đi theo tôi. Đây, cái này nó hơi khó lấy đấy. Đây anh em ạ. Này nó gọi là cần kịch map luôn. Thì ở đây nó có 4 cái hàng, 2, 3, 4. Đấy, anh em vào 4 cái hàng đấy. Để mấy cái hàng đấy nó dễ tìm thôi. Trước một cái hàng kiểu gì nó có một đốm lửa nhá. Thì ở đây là có một cái này. Ủa nó lại giết người à? Thì đây cái hang này, anh em đi vào sâu bên trong. Thì tất nhiên anh em cứ phải clear hết bọn này nhá. Không anh em mà vác xác lên nó chém cho đấy. Đây, anh em giết cái con này. Là anh em vừa có được một cái feed gì đấy. Đấy anh em thấy, một like và lớp kìa. Anh em cầm cuốc cho nó được nhiều nhá. Đấy. Là cái này mình có rồi sao vậy? Ammunition 4. Cái gì đấy thì nó là cái fit gì hình như là cái fit mũi tên gì mà anh em PC chắc là PC nó ra đấy. Đây nó là cái này, nó sẽ mở khóa cho anh em mấy cái mũi tên này, mũi tên khói này, smoke này, tên lửa này, với lại mũi tên axit à. Đấy. Đấy thì nói chung trong này hơi tối. Một là anh em cầm đuốc. Hai là anh em triệu hồi con màu xanh xanh ấy. Đấy nó quay quanh người mình như này. Đấy vào cho nó sáng. Đấy thì nó sẽ có bốn cái hang như này. Và mỗi hang nó sẽ có một con đầu lâu như thế. Anh em giết nó sẽ ra Black Blood. Với lại nó sẽ rơi ra cái đồ Legendary gì đấy. May thì nó sẽ ra cho anh em bộ cuốc. Đấy thì trước một cái hang nó sẽ có một cái đống lửa như này. Vậy anh em tìm nó cũng dễ. Chúng anh em đi dọc đây là biết hết đấy mà. Ngày 1 này, 2 này. Anh em đi sâu vào trong là nó sẽ có một con rơi ba đầu lâu, à con chim ba đầu lâu ở trong đấy. Đây. Còn cái cuối ở cái cuối hơi xa đấy. Lẹo tít tít trên này.
Stamina quá. Anh em phải đi cái viện, cái đường viện ở trên này nè. Đấy. Ở trên này nó có đường. Tới chưa? Ôi qua rồi. Đây mà. À, đây 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 đây. Qua mất anh em. Đây, cái hàng đây. Nó có đường hết anh em ạ, không sợ. Nghe đây nhá. Anh em mà chưa biết thì cứ nốt nốt cái vị trí nó vào. Nói chung kiểu gì anh em đi dọc đây anh em cũng nhìn thấy đâu mà. Nếu mà không nhìn thấy thì anh em cứ vào xem clip của tôi. Ủng hộ cho tôi thêm một view nó cũng được. Thế nhá. Chúng ta có Black và Lớt rồi. Ok. Mày đợi tao mà mày chết chết rồi. Bọn này. À, chắc bọn 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 sắp chết là với bọn này nó kỵ nhau sao ấy. Mẹ mất dạy thật. Với chị hồi ra xong nó giết luôn rồi. Anh em mà giết bốn cái hang đấy anh em cũng được khá là nhiều máu đấy. Abit Amor. Ok. Mở thêm được bộ quần áo. Đây. Áo này lại chế trong này à? Never bắt linh. Ô thế là một phát nó ra một bộ luôn à? Từ xem Heavy bắt đinh chứ. Heavy. Ôi, tôi chết rồi. À đây. Heavy bắt đinh. Heavy bắt đinh này cũng dễ mà. Nói chung anh em cứ theo dõi cái mấy clip cũ của tôi. Phần chưa làm về 3.0 thì có nghĩa là nó sẽ đầy đủ thông tin. Lại Satan. Anh chắc chắc kiểu gì nó cũng lại có thời gian đấy mà. À, cung này còn 9 phút hết giờ. Bảo sao dễ thế. Này còn 15 phút. Bộ quần áo được cũng thế. Nghèo còn bị bịp rồi. Uầy, nhìn bốc mùi phết. Bảo sao trễ rẻ thế. Đâu nhỉ? Ở đây chứ đúng rồi. Tôi phải chụp kiểu ảnh á. Rồi, lại tiếp tục nâng cấp. Đây, nên tôi bảo là mình cầm cái cục này về. Anh em đánh con rồng kiểu gì nó có. Đánh boss Unnamed City kiểu gì cũng có cái cục này. Lightning Storm. À. Đấy, mình có phép triệu hồi xét rồi. Đâu, Lightning Storm đâu?
Lightning Storm đâu nhỉ? Đây, Lightning Storm. Là mình triệu hồi xét. Anh em đứng triệu hồi ở nhà nhá. Đánh nát nhà đấy. Này là kiểu mình đi PVP, mình đi kiểu đi raid nhà của nó ấy. Nhưng mà nó sẽ ở phần nào đây? Ông tôi nghĩ phép này nó sẽ dùng cái cục to đấy. Nào nhỉ? Này là con rơi. Nó phần nào đây? Đâu chắc phần này. Trời ơi. À, đây rồi. Đây rồi. Hơi lằng nhằng tí anh em ạ. Ôi mây mây đen bao phủ. Xét đánh ở mầm. Đấy, anh em thấy chưa? Nó đánh nhanh hỏng nhà phết đấy. Nó đánh chúng mình có chết không? Anh em này đi raid nhà nó đánh một lúc là hỏng nhà luôn. Mình đứng xa xa ra tí. Được phết anh em ạ. Rồi lại tiếp tục nâng cấp tiếp rồi. 100 Witchet Powder Black Blood. À, hình như cần phép này là, à, lần này là lần nâng cấp cuối rồi đấy. Yếu cái spell vết rồi. Ôi thiếu giấy rồi. Spell vết. Một xét đánh lâu thế. Thì đây là Black của loot mình có rồi này. Mình thiếu cái Woodfire Powder thôi. Thì anh em vào cái phần phần học nhé, để mình unlock nó trước đã. Là để co con chắc xịt này. Đây. Đó. Là anh em phải mở khóa cái đuốc này. Là mở khóa cái này để mới có nhé. Thì cái đấy là mình chế ở trong cái bàn này. Đây. Gồm cái lọ này với lại là Gripstone. Đây thì cái lọ Glowing Essence nó là cái này. Thì nguyên liệu của nó là gồm Glowing Goop với lại cái rau này. Ở nhà mình thì có khá là nhiều cái này đấy. Còn cái phát sáng kia thì mình nọ mình lấy về cũng khá nhiều. Đây, 50 bình luôn. Thì ở quanh nhà mình nó cũng đầy ra đây. Mấy cái cây răng cưa đấy. Cái răng cưa này anh em cầm liềm em phát đống
Mình đi dọc cái bờ sông này nó nhiều lắm, nên là mình chọn nhà đây là càng chơi càng thấy hợp lý. Một trăm thì tức là mình phải chế 200 cái bình này. Ồ, cũng càng đấy. Nhưng mà vẫn thiếu cái cây phát sáng rồi anh em ạ. Chế lâu phết. Ừ, giờ mình phải lại đi lấy cái cây phát sáng đó. Thì đây, cái chỗ này anh em mở ra đây này. Trước là mình mở cái trụ obelisk ở trên này rồi đấy. Đấy, cái đường lên của nó này. Thế là mình dùng map room mình tele đi thôi. Ai mà chưa biết thế nào tạo map room thì anh em cứ vào phần cũ của tôi xem nhá. Đấy, chúng ta lại vào đây. Một một là anh em đập bọn này ngất này. Ủa, thì bọn này khéo nó chết trước khi nó ngất ấy. Ừ, nó chết trước khi nó ngất. Đây, tôi bỏ áo choàng này, tắt. Đây. Một là anh em đập ngất nó, anh em lôi vào đây. Hai là anh em giết nó luôn. Đấy. Kiểu nó làm cái nghi lễ hiến tế để mở cái này mà. Phải trên cái nóc này mới được nhá. Vào đây nó cũng chỉ dẫn hết đấy mà. Tôi nghĩ chắc đủ rồi đấy. Trong này còn một con ấy nữa. Để cái con này này. Đâu nhỉ? Đây cái con này, trong đấy nó còn con này nữa. Mình vào mình giết nó xong là mình kiểu là mình sẽ mở được bộ quần áo của nó. Thôi, về rồi. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn. Mình thiếu 60 bình nữa.
Rao sát Black Eye. Đây, mình có Black Eye này. Anh em gặp mấy cái tảng băng màu đen đen ấy. Em bỏ cái Steel 3 này. Và thêm cái này nữa là nó ra cái hát đen được Steel 3. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám. À quên, để cho lại chế luôn chứ. Cầm đi làm gì biết. Uầy, 100 cái này là 800 brim. May quá. Chế này hơi lâu ấy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4. Ô đùa, đùa, đùa. Dừng luôn. Ừ, vẫn thiếu. Và thiếu 6 cái này. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi. Để tất đi. Thế thêm đã bị đánh là biết là xong chưa nhỉ? Uầy, số này tôi nghĩ khá là dài đấy. Đây, xong rồi. Chế cái bàn này trước đi. 300 đá nữa. Chết quốc rồi. Đây, để cái bàn này đã. Thì chúng ta sẽ làm việc với cái bàn này sau. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Đó là phép thuật cuối cùng ấy rồi. Fan Story Stone. Và chúng ta sẽ có một cái gọi là teleport. Đây. Đây là gọi bản là teleport. Và chúng ta phải chế cái dùng chế cái để chúng ta di chuyển đấy.
Rồi thì trước tiên làm việc với cái này đã. Hình như là chúng ta rồi đấy, phép đấy, xong rồi, mắc phép rồi đấy. Đây. Là lại phải đem một thằng human về à? Ok. Rồi, grab thử xem. Hình như là nếu mà mình bắt nô lệ càng mạnh thì nó sẽ ra càng ngon như vậy. Thức dậy đi nào. Ui 2007. Ui mắc level 20 luôn này. Thì là chúng ta bắt 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 con nào mà càng khỏe thì nó sẽ càng khỏe. Ui, mình có xác chết rồi đây mà vẫn không chế được cái này. Cười thật. Mày thử đứng ở đây nào em. Đấy, nó vẫn không chế được cái này. Đấy thì thôi. Đấy, thế em zombie này cứ đứng ở đây đi. Không biết trong bao lâu nhỉ. Sợ nó được một thời gian nó lại chết đi. Đây. Được 1 tiếng 37 phút rồi. Ê, vẫn không 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 ổn em ạ. Thế thì anh em vẫn phải chơi một con gọi là Relic Hunter. Đấy. Con Relic Hunter này hiện tại vẫn là con ổn nhất này. Thì anh em bắt nó ở trong Unnamed City nhá. Anh em ở trong Unnamed City bắt con này. Thì mình còn cái gì nữa nhở? Ủa nãy mình còn gì nữa nhở? À cái bàn tele. Đây. Này. Đồ 3 cây đuốc. 3 cây đuốc. 100 man chemical bay và 100 silver bar. Thì có chỗ farm silver bar cho anh em nhưng mà từ từ đã. Tôi cứ lấy này đã. 100 đúng không? Lấy luôn đi. 3 cây đuốc. Vẫn bắt mình đi chặt à? Hai ba nào đủ chưa? Rồi còn thiếu silver bar thôi. Thì silver bar anh em sang cái làng B7 này nhá, ngay đầu làng. Tăng tăng tốc lên tí anh em, đi là hơi 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 mệt. Thì đây là cái đầu làng này. Không chưa? Đấy anh em đi sang bên đằng này. Đấy anh em để ý bên trong này nó có cái mỏ. Một là anh em chui vào mỏ, hai là anh em gõ bên ngoài này nó cũng có mấy cục. Đấy cục silver stone này. Đấy ngoài này nó cũng có mấy cục, nhưng mà bên trong nó nhiều hơn. Lối nào nhỉ? Ôi giờ nó chia làm hai lối này. Đấy thì bên trong này nó sẽ nhiều hơn này. Đấy silver stone về nung nó sẽ ra silver 3.
Nhưng mà sao cái đường này nó lại update thêm một lối nữa? À, cái này lối ra. Oh, sorry anh em nhé. Đây, lối vào đây. À, mình có phép farm mà đúng không? À, lại quên bốn cái phép farm rồi đâu rồi. Đây. Anh em vào đây farm một phát trắng hàng luôn. Đấy, nhiều đá chưa? Phát rất là nhiều đá. Máy bậc 300 silver stone rồi. Thì vào trong này nó vẫn khó. Đây này, cái cục nó giống cái cục iron ấy. Nhưng mà nó sẽ màu trắng. Đấy, còn vào đây là anh em farm than. Đấy, để làm phát nữa đi. Thì ở trong này nó là cái mỏ than. Nhầm. Anh em dùng nhiều lần phép anh em quen đấy mà. Mình farm xong như này. Đấy, vừa có than này. Đủ hết luôn. Hay, nhưng mà mình cần Silver Stone. Đây, trong này có cả crystal này. Đấy. Cục silver đây. Tài phàm đỡ tốn tài nguyên này em ạ. Iron rồi. Đấy, trong đây nó nhiều than lắm em. Này lại ra ngoài mất rồi. Như ở trên vách nó cũng có than nữa thì phải. Trên vách thì nó mấy cục kìa. Đấy, đây là mỏ than, mỏ đá. Anh em mà văn than phẩm đá thì vào đây farm. Đây bạc đây. Trên này cũng nhiều bạc phết này. Chỗ nào mà anh em khó lên thì tôi farm cho nó nhanh. À, dùng phép rồi. Còn bị ẩn. Còn bị ẩn ở trong tường nữa. Phép phạm bá đạo luôn này ạ. Rồi, sau đi về thôi em. Tôi nghĩ là đủ rồi đấy. Dùng phép nhiều quá, sắp tha hóa rồi. Đấy, Silver 3 này.
Lúc này khá lâu ấy nhỉ. Đây còn mỗi cái này nữa là mình chưa biết thế như thế nào. Này không biết làm gì. Đâu quá. Gọi lại mặc quần áo vào. Đấy, đây là cái bàn tay le là anh em phải chế cái này để mình tay le này. Cái này là cái gì đây, không đồ chế à? Đây Bristol này, cái này giống kiểu mình mở cổng trước ấy. Bristol đâu nhỉ? Hết cả Brimstone luôn. Đấy là chúng ta sẽ mở cổng. Còn nếu chúng ta muốn tele sang bên nhau lại phải chế thêm một cái như này nữa. Thêm một cái như này nữa thì mới chúng ta mới đi được. Và từ tôi lấy thêm ít Brimstone nữa. Làm có ít đá này để gọi là làm cái tay le. Đây từ từ để tôi làm cho xa được tí nhá. Gì đây? À cái này là làm level pass này. Đấy là cái battle pass này. Đấy anh em làm nhiệm vụ nó sẽ có, nhưng mà anh em phải mua nhá. Đây tôi tìm cái nào mà nó xa xa, nó vắng vắng tí. Đây đi. Đây tổ gấu rồi. Nên em nên được kiểu chế mấy cái foundation nhá. Đặt lên mấy cái foundation đấy. Không anh em để ngoài nó dễ kiểu nó bị mất. Kiểu nó bị phá luôn đấy. Yếu. Làm mấy cái. Đây, làm to to tí.
33 chắc là vừa. Rồi. Chỉ ba cái này 1 2 3. Với lại ăn trên mít của mày nữa. Động đến cái gì cũng thiếu cả. Chúng ta lại phải chế cái này tiếp này. Đấy, đấy là cái địa điểm ở kia của mình đây. Anh em not not for let tier 4 là anh em phải nhớ cái vị trí của nó nhá. Hình như cái này là nó sẽ để public hết này, là ai chế trong server cũng kiểu cũng đều di chuyển được ấy. Chắc tại vì nó sợ spam. You can travel. Đấy, nó sẽ cho mình về tới nhà luôn. Đó, một lần tele là sẽ về tới nhà luôn này. Anh em bấm tele lại đi tiếp. Nhanh, anh em phải nhớ cái địa điểm mà anh em để tele nhé. Ui, mà mình kiểu mình dính phép thuật như này. Này dính phép thuật nặng lắm rồi đấy. Đấy, thì đấy cái tele này nó cũng khá tiện lợi, thế mình cần di chuyển nhiều đến đâu thì mình đặt thế như ở đây nhá. Rồi tôi đã mở khóa hết tất cả các phép để cho anh em, thì chắc tôi dừng cái số này đây nhá. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Rồi tạm biệt anh em, chúc anh em chơi game vui vẻ.